Quý vị và các bạn đang đến với bản tin trưa ngày 22 tháng 7 năm 2017 của kênh truyền hình VnTok. Bản tin trưa nay gồm các nội dung đáng chú ý sau: Công an điều tra vụ tung tin máy bay rơi ở Nội Bài; Việt Nam giành 4 huy chương vàng Olympic toán quốc tế; tàu chở cát đứt dây neo, tông sập cầu sông Hoàng; áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trên diện rộng, Bắc Trung Bộ đề phòng lũ quét; Mỹ cấm công dân đến Triều Tiên; Triều Tiên thiếu lương thực trầm trọng vì hạn hán; Israel-Palestine xung đột nghiêm trọng, 6 người chết. Ngày 21 tháng 7, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, cơ quan này đang xác minh người tung tin thất thiệt về việc máy bay rơi tại sân bay Nội Bài. Theo chỉ huy của Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, sau khi xác minh được người tung tin thất thiệt, căn cứ vào tính chất vụ việc và hậu quả gây ra sẽ có hướng xử lý nghiêm nếu hành vi tung tin đồn thất thiệt đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm. Theo Điều 122 Bộ Luật Hình sự, người vi phạm có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm về tội vu khống. Cuộc thi Olympic toán quốc tế năm nay có 112 đoàn tham dự với hơn 600 thí sinh, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 7 tại Brazil. Thí sinh dự thi trong 2 ngày. Hội đồng quốc tế vừa biểu quyết phê duyệt kết quả chấm thi của AMO 2017, căn cứ quy chế AMO quyết định ngưỡng điểm cho các loại huy chương như sau: huy chương vàng 25 điểm, huy chương bạc 19 điểm, huy chương đồng 16 điểm. Theo đó, Việt Nam có 4 em gồm Hoàng Hữu Quốc Huy, Lê Quang Dũng, Nguyễn Cánh Hoàng, Phan Nhật Duy đạt huy chương vàng. Ngoài ra, đoàn Việt Nam còn có 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Chiều 21 tháng 7, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cho biết tàu chở cát nghi đâm sập hai nhịp cầu sông Hoàng sáng cùng ngày không có số hiệu, do ông Dương Đình Hùng điều khiển, vận chuyển khoảng 70 mét khối cát. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hùng cho biết rằng sáng ngày 21 tháng 7, tàu bị đứt dây neo nên trôi tự do theo dòng nước đang lên rồi đâm vào chân cầu sông Hoàng làm sập cầu. Ghi nhận của cơ quan chức năng tại hiện trường, hai nhịp cầu sông Hoàng bị sập hoàn toàn, cầu hư hỏng nặng, tàu chở cát đang chìm sâu dưới sông. Trong tuần từ 22 đến 28 tháng 7, áp thấp nhiệt đới nằm trong dải hội tụ có trục đi ngang qua miền Bắc, có thể mạnh lên thành bão, di chuyển về phía đảo Hải Nam và khả năng vào Vịnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến miền Bắc và Bắc miền Trung những ngày đầu tuần. Do vậy, các khu vực này sắp có đợt mưa lớn trên diện rộng. Vùng ven biển từ Bắc Bộ đến Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có nơi mưa rất to, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Các tỉnh ở vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất rất nguy hiểm. Miền Trung có mưa trên hơn nửa diện tích khu vực do dải hội tụ nhiệt đới và rìa của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21 tháng 7 xác nhận Ngoại trưởng Rex Tillerson đã ra lệnh cấm các công dân của mình đến Triều Tiên sau cái chết của sinh viên Otto Warmbier. Lệnh cấm sẽ được chính thức công bố trong tuần tới và có hiệu lực 30 ngày sau khi được thông báo. Những người muốn đến Triều Tiên vì lý do nhân đạo hoặc các lý do khác sẽ cần hộ chiếu đặc biệt. Trước đó, hãng lữ hành Koryo, chuyên tổ chức các chương trình du lịch đến Triều Tiên cho biết lệnh cấm sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 7 tới. Tuy nhiên, chưa rõ lệnh cấm này kéo dài trong bao lâu. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc, FAO, Triều Tiên đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng sau khi trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong hơn 15 năm qua. Trong báo cáo mới nhất, FAO cho biết lượng mưa ít ỏi trong nửa đầu năm nay đã gây thiệt hại nghiêm trọng vụ mùa tại Triều Tiên, khiến an ninh lương thực của phần lớn người dân bị ảnh hưởng. Báo cáo kêu gọi Triều Tiên nhập khẩu lương thực khẩn cấp để ngăn tình trạng trẻ em bị đói. Triều Tiên từng trải qua nạn đói khủng khiếp vào những năm 1990 với hàng trăm ngàn người được nói là đã chết đói. Ngày 21 tháng 7 đã có 6 người chết trong vụ xung đột bạo lực nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua giữa Israel và Palestine. Trong ngày 21 tháng 7, hàng ngàn người biểu tình bên ngoài đền Al-Aqsa ở vùng Al-City thuộc thành phố Jerusalem. Israel huy động cảnh sát đối phó, người biểu tình ném đá vào cảnh sát đáp trả bằng lựu đạn gây choáng, 3 thanh niên Palestine bị thiệt mạng. Cảnh sát Israel cho biết có 4 cảnh sát và ít nhất 377 người biểu tình bị thương. Sau đó vài giờ, 3 người Israel bị đâm chết tại khu tái định cư do Thái Israel chiếm đóng ở bờ Tây. 3 người này cùng một gia đình. Israel xác định kẻ tấn công là một thanh niên Palestine 19 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, những nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa ngày 21 tháng 7 năm 2017 của kênh truyền hình VnTok. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.